chứ đến đây đông thân là đông. Chào bên nam thì mật lòng bên nữ, mà chào quân tử thì sợ ra phiên quyết. Chứ muốn cho được cả đôi bên thì cho em trao chung một tiếng kẹo cháu riêng rồi bạn buồn. Ai có chung thì nói chung đừng sợ, mà cả anh đây có vợ thì nói vợ đừng ghen. Đến đây hỏi